người Việt Nam duy nhất có khả năng bay trên không trung khiến hàng triệu người sửng sốt. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, cách đây vài năm, tại ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, khi người dân đi ngang qua đã bất ngờ chứng kiến nam thanh niên đang đứng lơ lửng trên không. Tìm hiểu được biết, thanh niên có tên là Trần Đình Quý, sinh năm 1984, là chủ nhân của điểm trông giữ xe tại đây. Anh đang tập luyện tiết mục đứng trên không trung. Anh Quý tiết lộ, do đam mê ảo thuật, tôi đã dành nhiều năm tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu về bộ môn này cùng với sự khổ luyện trong thời gian để rèn luyện chỉ để thỏa chí đam mê. Và để thành công trong nhiều tiết mục khó như thế này, anh Quý đã rất vất vả tập luyện trong nhiều năm. Sự thật trò này được thực hiện như thế nào? Rất đơn giản. Bản chất của chiêu ngồi thiền bay lơ lửng trên không trung là tạo một khung zig zag, chân có đế chắc chắn. Đường zig zag được đo hàn theo khổ người, độ dài tay, có bệ ngồi đoàng hoàng. Người diễn trò này ngồi lên rồi dùng khăn, áo, che khéo léo đi khung zig zag. Thế là thành ngồi lơ lửng trên không trung. Tương tự, chàng trai ở Hà Nội này đã dùng một khung tháp bằng sắt cao, quảng cáo luôn cho dịch vụ trông giữ xe 24/24. Có một thanh chìa ngang ra, cánh tay bên phải của thanh niên này nằm dọc theo thanh ngang đó. Ở đầu thanh ngang chỉ cần hàn một bộ phận để ôm xuống sườn phải, tay phải nắm chắc vào thanh ngang là thoải mái treo lơ lửng bao lâu tùy thích. Con người từ xa xưa vẫn không ngừng tìm tòi những thiết bị có thể bay lượn trong không gian. Liệu có khi nào quý vị tin rằng con người thực sự có khả năng bay lơ lửng trong không gian ở khoảng cách 1 mét mà không cần có bất cứ sự trợ giúp nào hay không? Mặc dù khoa học phát triển và có những thành tựu vượt bậc, tuy nhiên vẫn tồn tại những khả năng mà cho tới nay con người vẫn chưa giải thích được. Những bài tập yoga bay, đi bộ trên mặt nước, thuật khinh công vẫn là những bí ẩn chưa thể giải đáp. Một số người tập luyện yoga lâu năm được cho là có khả năng bay lơ lửng trong không trung từ 50cm đến 1m. Đây được coi là các guru. Tin đồn về những guru với khả năng bay lơ lửng trong không khí đã xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 19. Nổi tiếng nhất là tu sĩ Milarepa, một nhà yoga hàng đầu ở Tây Tạng. Ông được biết đến là người nắm giữ những sức mạnh huyền bí đến nỗi có thể đi lại, ăn uống, thậm chí là ngủ ngay trong lúc đang bay lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, phải đến khi những bức ảnh về guru có tên là Subhaya Pallava với khả năng bay được hơn 4 phút trong không trung, trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả, người ta mới thực sự quan tâm đến những người tập yoga và khả năng biết bay của họ. Trong màn biểu diễn trước đám đông của mình, ông Subhaya Pallava cho dựng một chiếc lều ở giữa sân khấu, sau đó ông chui vào trong lều chừng vài phút. Sau khi lều được gỡ ra, người ta thấy ông Subhaya Pallava đang nằm lơ lửng trong không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét, tự như đang dựa lưng vào một cái ghế vô hình để nghỉ ngơi. Một tay ông chạm vào một chiếc gậy được dựng vuông góc với mặt đất, tay còn lại chống vào không trung, mắt ông lim dim như đang rơi vào trạng thái vô thức. Ông Subhaya Pallava bình thản giữ nguyên tư thế đó khoảng hơn 4 phút. Người ta dựng lại một chiếc lều bao quanh ông và khi dỡ lều ra, ông Subhaya Pallava đã tiếp đất an toàn. Không chỉ có ông Subhaya Pallava từng biểu diễn khả năng bay độc đáo của mình trước đám đông, mà cũng có rất nhiều những guru khác cũng đã biểu diễn kỹ thuật tuyệt vời này trên những đường phố. Kỳ lạ là, những guru này không chỉ bay lơ lửng được hơn 4 phút, mà họ có thể ngồi bất động hàng giờ trong không trung. Tư thế bay phổ biến của những guru là tư thế ngồi khoanh chân, một tay đặt lên một chiếc gậy được chống vuông góc với mặt đất, tay còn lại để lên đùi. Mắt của những guru này thường nhắm lại để duy trì sự tập trung. Trong khi nhiều người trầm trồ thán phục trước khả năng phi thường của một số guru, thì nhiều người lại hoài nghi rằng đây chỉ là những trò bịp bợm. Một số người thắc mắc về màn biểu diễn của Subhaya Pallava rằng tại sao cần phải dựng lều trước và sau khi bay. Đồng thời, họ cũng đặt ra câu hỏi tại sao nhiều guru phải luôn chạm tay vào một chiếc gậy được dựng vuông góc với mặt đất. Nhiều nhà báo và phóng viên đã đi tìm câu trả lời về khả năng bay của những guru này. Thông qua việc quan sát kỹ lưỡng những màn biểu diễn yoga bay trên đường phố của nhiều người tự xưng là các guru, những phóng viên đã phát hiện đây chỉ là một trò bịp bợm. Thực chất, những người này không hề biết bay mà họ chỉ đang ngồi trên một chiếc khung sắt được thiết kế đặc biệt. Chiếc khung sắt này gồm hai bộ phận chính, một thanh sắt được dựng vuông góc và gắn chặt vào mặt đất mà vẫn nhiều người nghĩ rằng là chiếc gậy của guru để chống tay.
Bộ phận thứ hai là chiếc ghế ngồi được gắn vuông góc với thanh sắt, giúp cho những guru hờ có thể ngồi lơ lửng trong không trung hàng giờ đồng hồ. Chiếc khung sắt này sẽ được ngụy trang và giấu một cách khéo léo trong những bộ quần áo rộng thùng thình của các guru, khiến những người xem khó có thể phát hiện ra chân tướng của sự việc. Phát hiện này khiến nhiều người nghi ngờ màn biểu diễn có khả năng khinh công lừng lẫy của những guru Subhaya Pallava cũng chỉ là những trò ảo thuật. Việc dựng lều có lẽ chỉ nhằm mục đích che đậy cho bộ khung sắt được giấu kỹ càng trong lớp quần áo. Song nhiều người, nhất là những người đã từng tập yoga bay, lại kịch liệt phản đối những lập luận trên. Họ thừa nhận có nhiều người đã mạo danh các guru để làm trò hòng kiếm tiền, song khả năng bay nhờ tập yoga là hoàn toàn có thật. Một guru có nhiều năm theo đuổi yoga bay cho biết để có được khả năng này, họ phải tập luyện kiên trì, tập luyện trong rất nhiều năm và phải luyện tập từ từ, từng bước một. Bay cao hay thấp hoặc thời gian bay được dài hay ngắn phụ thuộc vào khả năng và sự lĩnh hội của từng guru. Một guru có tên là Naruse đã chứng minh cho nhiều người thấy khả năng bay của ông là thật chứ không phải là những trò bị bợm rẻ tiền. Ông Naruse ngồi khoanh chân trên chiếc thảm và chỉ mặc độc một chiếc quần đùi để chứng tỏ mình không hề giấu bất kỳ một loại khung nâng đỡ nào trong người. Rồi từ từ, bằng một cách nào đó, người đàn ông dần nhấc lên khỏi tấm thảm và chẳng bao lâu ông đã cách mặt đất đến hơn 1 mét. Ông Naruse vẫn ngồi khoanh chân, mắt ông mở to nhìn thẳng, một tay đặt lên đầu gối, trong khi tay kia vẫn cử động thoải mái. Ông lơ lửng cứ như vậy một lúc lâu, rồi sau đó mới từ từ hạ người xuống tấm thảm một cách nhẹ nhàng. Màn biểu diễn hoàn hảo của ông Naruse dường như thuyết phục được tất cả mọi người, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa đi những nghi ngờ. Nhiều người tham gia vào những lớp học yoga bay cho biết, sau một khoảng thời gian chăm chỉ luyện tập, toàn thân họ có thể bay lên nhưng chỉ cách mặt đất chừng khoảng 5 đến 10 cm. Đặc biệt, những người mới thì thường phải bịt mắt để có thể tập trung. Chị Nithinanda là một trong số ít học viên của lớp yoga có khả năng bay được đầu tiên. Sau khi tập trung tâm tưởng, chị đã từ từ bay lên khỏi mặt đất trong tư thế ngồi. Chị Nithinanda cho biết hiện chị mới chỉ bay được lên cao được vài phân và phải bịt mắt để tránh phân tâm. Nhưng chị tin rằng nếu luyện tập chăm chỉ, chị hoàn toàn có thể bay lên cao như Guru Naruse. Theo các ghi chép lưu lại thì khả năng tự bay trong không khí đã tồn tại rất lâu ở Ấn Độ và Tây Tạng. Điều này hiện diện xung quanh chúng ta là có thật, khiến nhiều người cứ ngỡ rằng việc bay trên mặt đất chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng hay sức mạnh của thế lực siêu nhiên nào đó ngoài tầm hiểu biết của con người. Năm 1910, một nhà thám hiểm nổi tiếng của người Anh, trong khi đến một vùng núi xa xôi ở miền Bắc Myanmar, cũng đã gặp một nhà sư. Nhà sư này mỗi buổi sáng tọa thiền ở phía trước cái am tranh hơn 10 phút, và sau đó trong tư thế bắt chéo chân, ông từ từ nâng khỏi mặt đất, vượt cao hơn cả núi đồi xung quanh, rồi lại từ từ hạ xuống đất. Nhà thám hiểm này đã dùng máy bay từ các góc khác nhau để chụp lại hình ảnh nhà sư trong không trung. Sau khi trở về, ông đã công bố các bức ảnh này lên báo. Tại thời điểm đó, một số nhà khoa học không tin nhà thám hiểm này. Họ cho rằng anh ta bị ảo giác hoặc bị vị pháp sư này mua chuộc để lòe bịp thiên hạ. Nhưng nhà thám hiểm vẫn một mực nói rằng ông hoàn toàn tỉnh táo và cảnh ông chứng kiến là xác thực. Mặt khác, lúc nhà sư này thực hiện điều huyền diệu đó, cũng không hề mời nhà thám hiểm đến xem, chỉ là anh ta đột nhiên gặp được. Năm 1986, ở Washington, người ta đã tổ chức một cuộc thi bay giữa các vị tu hành trước sự chứng kiến của công chúng. Khoảng 20 vị hành giả yoga đã cùng lúc thể hiện tài năng. Họ ngồi chéo chân, treo lơ lửng trên không, người ít nhất là cách mặt đất 60 cm, người cao nhất lên đến là 1,8 m. Trước đó, năm 1912, một nhà thám hiểm người Pháp là Owen Lugo Jagni, khi đi thám hiểm ở dãy Himalaya, chỗ giáp với giữa Nepal và Tây Tạng, đã mời một vị Lạt Ma Tây Tạng làm người dẫn đường. Vị Lạt Ma này đi bộ mà không cần chạm vào mặt tuyết, cứ trôi nổi về phía trước. Vùng Himalaya tuyết sâu, Lugo Jagni mỗi lần bước đi phải rút chân ra khỏi tuyết rất khó khăn. Trong khi đó, vị Lạt Ma này đi lại rất dễ dàng và luôn luôn kéo anh ta về phía trước. Cảm giác thân thể vị Lạt Ma này nếu như có cơn gió thì có thể dễ dàng bay theo gió như một chiếc lá. Năm 2008, một nhóm những nhà thám hiểm người Đức không rõ danh tính cũng đã quay lại được một cảnh pháp sư ở châu Phi có thể bay lên khỏi mặt đất khoảng gần 1 mét trong một đêm trăng. Và khi năng lượng không còn, ông rơi bịch xuống mặt đất như một cục đá. Một số các giáo sĩ Bà La Môn ở Ấn Độ hay các ninja Nhật Bản cũng được cho là có khả năng này, chứ không những là có những người tập yoga lâu năm. Cậu bé người Anh tên là Henry Jones là một trường hợp khá đặc biệt.
năm Jones 12 tuổi, bỗng nhiên cậu có khả năng bay lên trần nhà. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ là kéo dài khoảng 1 năm và sau đó biến mất hoàn toàn. Mặc dù không hề tập luyện yoga hay một loại võ công nào, nhưng cậu vẫn có khả năng bay lơ lửng. Giáo sĩ tin lành phương Tây là Joseph Capertino, người có khả năng bay lên không trung được nhắc nhiều nhất trong sách báo. Giới khoa học đã quan sát Joseph khinh thân 100 lần và ghi chép những nhận xét trong tài liệu chính thức. Tuy nhiên, cũng chính tài khinh thân đã đẩy cuộc đời ông vào chốn long đong, tuyệt vọng do một số kẻ nói rằng ông là phù thủy. Ông sinh ra trong một gia đình mô đạo ở miền Nam Italia. Để luyện đến trạng thái xuất thần theo phương pháp yoga, ngay từ bé, Joseph đã phải chịu nhiều mọi gian khổ. Giáo sĩ đạo tin lành này có thể lơ lửng trong không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tranh vẽ về Joseph trong trạng thái lơ lửng trong không khí. Người có khinh thân nổi tiếng nhất thế kỷ thứ 19 là Daniel Douglas Wem. Trong trạng thái nhập thiền, ông có khả năng nhấc mình trôi bồng bềnh lên tận trần nhà. Wem đã biểu diễn năng lực đặc biệt này trước hàng nghìn khán giả. Họ thừa nhận rằng không phát hiện ra bất cứ sự lừa đảo nào ở đây. Trong đó có những người nổi tiếng như là Jack Ray, Mark Taiwan, Napoleon III cùng những nhà chính trị, bác sĩ, khoa học gia. Đó là những bằng chứng ít ỏi về khả năng bay lơ lửng trong không trung của con người. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh khả năng biết bay của con người. Một số các nhà khoa học cho rằng đây chỉ là màn ảo thuật đánh lừa thị giác con người và hoàn toàn đi ngược lại với định luật vạn vật hấp dẫn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng khinh công thực sự là sản phẩm của trường sinh học. Trong kho tàng võ thuật Trung Hoa cũng có nhắc đến việc con người có khả năng bay lượn hay còn gọi là khinh công thông qua tập luyện. Công việc này gồm hai phần. Một phần luyện ngoại công gồm các phương pháp luyện tập nhằm mục đích nhằm cho cơ thể linh hoạt, nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn. Cách thường thấy là bọc mo sắt vào chân rồi tập nhảy trên những cây cọc. Khi tháo bọc sắt, đi lại thấy nhẹ nhàng như gió. Phần khác gồm các phương pháp tọa thiền luyện tĩnh công nhằm khơi gợi tiềm năng trong cơ thể và giảm nhẹ sức hút của trái đất. Việc này nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế rất khoa học và không có gì quá khó hiểu. Khi kết hợp nhuần nhuyễn hai phần đó, người tập luyện sẽ rất nhanh chóng đạt được khả năng khinh thân. Vật lý học hiện đại cho rằng, nếu xảy ra vụ nổ Big Bang như nhiều giả thuyết công nhận, thì sẽ không chỉ nổ ra trong một chiều thời gian. Nghiên cứu của một nhà vật lý Xô Viết chỉ ra rằng, có ít nhất là 24 chiều không thời gian với kích cỡ khác nhau và đồng thời tồn tại. Theo thuyết tương đối, mọi vật chất nếu không thuộc về một chiều không thời gian thì nó sẽ không chịu ức chế của một trường không thời gian đó. Vật chất trong thân thể của họ về cơ bản đã không còn thuộc về thời không này. Đây chính là lý do những người luyện khí công thường trẻ lâu hơn hay thân thể của rất nhiều vị cao tăng đã không bị mục nát và sau khi viên tịch hàng trăm năm. Nó không chịu ức chế của thời không hiện tại chúng ta đang sinh sống, trong đó có cả lực hút hay sức hút trái đất. Người luyện khinh công hay luyện tĩnh công giúp họ chuyển hóa vật chất trong cơ thể họ sang một dạng mới có năng lượng cao hơn rất nhiều. Nếu chỉ luyện ngoại công, thông thường chỉ có thể giúp bật cao, băng rào, vượt tường, nhào lộn. Để luyện tập được khinh công thượng thừa, thực sự phải trải qua một phen gian khổ, nó khó hơn các công phu khác rất nhiều. Vì vậy, người học đã ít, người đạt đến công phu tuyệt kỹ lại càng hiếm hoi. Những người biết về khinh hành, họ có thể đi một ngày vài trăm dặm trên những địa hình núi non hiểm trở, thậm chí là còn có thể chạy trên mặt nước. Người công phu cao hơn có thể đạt được khả năng khinh hành như đi bộ cực nhanh hoặc chạy trên mặt nước. Còn những ai thực sự có thể đạt được đến cảnh giới cao thâm sẽ có thân thể linh thông như chim én, nhẹ nhàng lướt đi như gió. Ngoài ra, giới tu luyện thường có một quy định rằng không cho phép thể hiện năng lực siêu thường trong xã hội nhân loại hiện nay. Đa số họ thường mai danh ẩn tích, ở những nơi thâm sơn cùng cốc, không cho con người biết đến. Bởi vì họ không được phá hoại trạng thái hiện nay của con người, nếu không những năng lực hoặc thần thông ấy nhanh biến mất. Nếu được biểu diễn thì họ chỉ làm dưới mác ảo thuật hoặc thể hiện trong núi sâu rừng già, nơi không có người biết. Mặc dù vậy, rất nhiều tài liệu hiện nay, thậm chí một số chương trình học thực tế đã giúp chúng ta thấy rằng khinh công thực sự tồn tại. Câu chuyện về tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Quốc chỉ bằng một cọng lau vượt qua được sông Trường Giang rộng lớn vẫn được lưu truyền trong Phật giáo. Người Dao tại Việt Nam ở bản Thành Công, xã Lãng Công, Lập Thạch, Vĩnh Phúc còn giữ nhiều phong tục nguyên sơ. Trong đó có tục làm lễ xưng tội và cũng hay kể chuyện về ông thầy Mo có khả năng bay lơ lửng trên không trung. Nếu có lời nào dối trá hoặc không kể hết thì những ông thầy Mo cứ từ từ lơ lửng bay trên phía bàn thờ. Còn nếu kể thật lòng mình
thì ông thầy Mo lại từ từ hạ xuống. Trong khung cảnh thành kính, người xưng tội đối diện với bàn thờ treo trên tường, thầy Mo ngồi ngay dưới bàn thờ và quay mặt về phía người xưng tội. Sau khi thực hiện một số nghi lễ, người xưng tội phải kể hết những điều xấu xa của mình đã làm trong năm qua. Trong tác phẩm, Huyền thuật và các pháp sư Tây Tạng của nhà thám hiểm người Anh là David Nitt có đoạn: "Vào lúc chiều tà, chúng tôi cưỡi ngựa qua miền cao nguyên rộng lớn. Bỗng xuất hiện phía xa xa có một chấm đen nhỏ xíu. Qua ống nhòm, tôi nhận ra một người đang sải bước hết sức lạ lùng, nhanh khôn tả. Không thể nói rằng vị thiên sư ấy đang chạy. Cứ mỗi sải bước, nhà sư lại bay trong không trung, bồng bềnh về phía trước giống như một quả bóng đàn hồi. Chúng tôi đã nhìn theo gần 3 cây số, nhưng rồi ông rẽ ngoặt khỏi con đường ngựa chạy, bay vọt lên sườn núi và mất hút trong dãy núi chập trùng bao bọc. Đối với người xưa, điều này không có gì là quá huyền hoặc. Cách thức nghiên cứu chú trọng đến thân thể người, vũ trụ và không gian đem lại cho họ rất nhiều huyền cơ bí ẩn. Nếu con người không thay đổi phương pháp nghiên cứu hay nhận thức mà hiện nay sử dụng thì vĩnh viễn không biết được những điều siêu thực đang tồn tại hiện nay."